Hey guys, welcome back to LờiGiảiHay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của LờiGiảiHay.com. Today we learn Unit 9, Part 7, Communication and Culture of Clio. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài số 9 và trong phần số 7 đó là phần giao tiếp và văn hóa hoặc kiến thức liên môn các em nhé. Everyday English, tiếng Anh hàng ngày. Asking for and giving clarification. Yêu cầu sự giải thích và làm rõ. 1. Listen and complete the conversation with the expression in the box, then practice them in pairs. Hãy nghe và hoàn thành đoạn hội thoại với những từ ngữ trong khung, sau đó thực hành chúng theo cặp. Chúng ta có 4 cụm từ sau đây. A. Can you clarify? Bạn có thể làm rõ. B. To put it another way. Hãy đặt nó theo một cách khác, hay là nói theo cách khác. C. Could you explain it? Bạn có thể giải thích nó. D. In other words, nói cách khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe đoạn hội thoại. Đoạn hội thoại thứ nhất chúng ta thấy rằng là có ông Kiên, đúng không? Mr. Kiên and Mai. Đó, ông Kiên và Mai. Và đoạn hội thoại số 2 các em sẽ thấy đó là của Mark và Mai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. One, the job application process can be challenging, so you must start preparing yourself. Mr. Kien, I'm not sure I understand the process. Could you explain it for me, please? Well, to put it another way, it means the steps you must follow when you apply for a job. First, you find a job vacancy, get your CV ready, and send it with an application letter. When you hear from the recruiter, prepare for the job interview. If you're successful, you'll be offered the job. I see. Thank you, Mr. Kian. You're welcome. Two. Mai, have you got references in your CV? I'm still confused about this section. Can you clarify what it should include? Well, it should include names of teachers, career advisors, or former employers. In other words, people who can provide useful information about you. Oh, I understand now. Thank you. Rồi, chúng ta vừa nghe xong hai đoạn hội thoại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn hội thoại này nói về vấn đề gì nhé. Đoạn hội thoại thứ nhất chúng ta thấy có nói như sau. Mr. Kiên, ông Kiên nói như sau này. The job application process can be challenging, so you must start preparing yourself. Quá trình xin việc có thể gặp nhiều khó khăn, nên em phải bắt đầu chuẩn bị cho mình. Mr. Kian, I'm not sure I understand the process. Could you explain it for me, please? Ông Kian, em không chắc là mình hiểu được quy trình. Anh có thể giải thích cho em được hay không? Wow! To put it another way, it means the step you must follow when you apply for a job. First, you find a job vacancy, get your CV ready, and send it with an application letter. When you hear from the recruiter, prepare for the job interview. If you are successful, you'll be offered the job. À, nói cách khác là các bước em phải tuân theo khi đi xin việc. Đầu tiên, em tìm một vị trí tuyển dụng, chuẩn bị sẵn CV và gửi kèm theo thư xin việc. Khi em nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng, hãy chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc. Nếu thành công, em sẽ được mời làm việc. I see. Thank you, Mr. Kian. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh Kian. You're welcome. Không có gì. Tiếp theo đoạn hội thoại số 2, chúng ta cùng xem sau đây. Mai, have you got references in your CV? Mai, bạn đã có người giới thiệu trong CV chưa? I'm still confused about this section. Can you clarify what it should include? Mình vẫn còn bối rối về phần này. Bạn có thể làm rõ phần này bao gồm những gì không? Well, it should include names of teachers, career advisors, or former employers. In other words, people who can provide useful information about you. À, nó nên bao gồm tên của giáo viên, cố vấn nghề nghiệp hoặc người sử dụng lao động cũ,
Nói cách khác là những người có thể cung cấp thông tin hữu ích về bạn. I understand now. Thank you. Giờ mình hiểu rồi. Cảm ơn bạn. Vậy đó là bài thứ nhất. Vậy chúng ta đã học cách hỏi và trả lời để làm rõ những thông tin cần đưa ra. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài số 2. Chúng ta cùng đọc yêu cầu của bài số 2 như sau. Bài số 2. Working pairs. Use the models in one to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expression below to help you. Hãy làm việc theo cặp. Sử dụng các mẫu ở phần 1 để thực hiện những đoạn hội thoại tương tự trong những tình huống này. Một người là A, người kia là B. Hãy sử dụng các cách diễn đạt dưới đây để giúp bạn. Chúng ta có hai tình huống sau đây. One. A is a grade 12 student. B is a career advisor. B is explaining career path options. A is asking for clarification. B is giving clarification. A là học sinh của lớp 12. B là cố vấn về nghề nghiệp. B đang giải thích các lựa chọn con đường sự nghiệp. A yêu cầu làm rõ và B đang đưa ra lời giải thích. Tình huống số 2. B is a new teaching assistant at a language center. A has worked as a teaching assistant at the center for several years. A is describing the job's responsibilities. B is asking for clarification. A is giving clarification. Tình huống số 2. B là trợ giảng mới tại một trung tâm ngoại ngữ. A đã làm trợ giảng tại trung tâm được vài năm rồi. A đang mô tả trách nhiệm công việc của họ. B yêu cầu làm rõ. A đang đưa ra lời giải thích. Bây giờ trước khi làm bài này, chúng ta sẽ cùng nhìn vào phần useful expression nhé. Asking for clarification. Thứ nhất là chúng ta sẽ hỏi yêu cầu làm rõ. Thì chúng ta có thể dùng các câu sau đây. I'm not sure I understand. Tôi không chắc rằng mình hiểu. Can you clarify for me? Bạn có thể làm rõ ... cho mình được không? Could you be more specific? Bạn có thể cụ thể hơn được không? What do you mean by? Bạn có ý gì khi nói rằng? Sorry, I'm confused about. Xin lỗi, tôi phân vân về. Could you explain that again? Bạn có thể giải thích lại được không? Giving clarification, làm rõ vấn đề. In other words, nói cách khác. Let me clarify that. Hãy để mình làm rõ điều đó. To put it another way, để nói theo một cách khác. What I mean is, ý của mình là, I don't like to explain that. Tôi muốn giải thích rằng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành hai tình huống này nhé. Trong đoạn hội thoại này, thứ nhất rằng là tình huống thứ nhất, người B sẽ là người thực hành trước, đúng không? Người B sẽ nói là gì nhỉ? Do vậy, nếu tôi muốn làm rõ về cái con đường nghề nghiệp theo đuổi thì bạn cần phải đánh giá được những cái lựa chọn, đúng không? Đánh giá các khía cạnh. Chúng ta sẽ vào phần bài số 2, phần Everyday English. Everyday English 2. Đó. Đó. Bây giờ người B sẽ thực hành trước. Ví dụ nói là gì nhỉ? So, if you want to figure out. If you want to figure out. Đó. Đó, vậy nếu bạn muốn làm rõ sự nghiệp muốn theo đuổi, đúng không? Đó. What career? A path to follow. You need to, bạn cần, đúng không?
evaluate job option. Đó, người A sẽ trả lời lại. Do vậy nếu bạn muốn làm rõ cái con đường sự nghiệp bạn muốn theo đuổi, đúng không? Thì bạn cần phải đánh giá một số lựa chọn của bạn. À, ví dụ người A bây giờ không hiểu, đúng không? Người A có thể hỏi là excuse me, tôi không hiểu rằng, tôi không chắc là tôi hiểu rằng là cái từ đánh giá nghĩa là gì, đúng không? Bạn có thể làm rõ nó cho tôi được không, đúng không? Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? I'm not sure. Excuse me. I'm not sure. I understand what you mean. What you mean by evaluating. Could you clarify this for me? Bạn có thể làm rõ điều này cho tôi được không? Đó. Bây giờ người B lại trả lời lại, đúng không? À, ý của tôi là bạn cần phải nhìn vào những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi phần và xem xét tất cả các thử thách, đúng không? Bạn có thể nói là gì nhỉ? What I mean. Đó. À, ý của tôi là, đúng không? Is you need to look at the pros and cons. The pros and cons of each option của mỗi một cái lựa chọn, đúng không? And consider và xem xét all the challenges. Xem xét tất cả những cái thử thách. Bây giờ người A trả lời lại là gì nhỉ? Oh, I see. À, tôi hiểu rồi, đúng không? À, cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you very much. Đó. Bây giờ người B đáp lại, đúng không? À, không có gì đâu, chẳng hạn, đúng không? You're welcome. Đó. Vậy đó là đoạn hội thoại thứ nhất. Chúng ta sẽ thực hành. Chúng ta thực hành lại nhé. Đó, bây giờ người B đưa ra lời khuyên này. So, if you want to figure out what career path to follow, you need to evaluate your options. Excuse me, I'm not sure I understand what you mean by evaluating. Could you clarify this for me? Wow, what I mean is you need to look at the pros and cons of each option and consider all the challenges. Oh, I see. Thank you very much. You're welcome. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn hội thoại số 2. Bây giờ người A đã làm việc lâu năm rồi, đúng không? Đó, bây giờ người A sẽ nói là gì nhỉ? Vì là một trợ giảng mới, đúng không? Thì nhiệm vụ của bạn sẽ là giúp giáo viên quản lý lớp học chẳng hạn. Đó, bây giờ người A nói là gì nhỉ? As a new teaching assistant. Đó. Vì bạn là một cái trợ giảng mới. Đó. Vậy thì nhiệm vụ của bạn, đúng không? Nhiệm vụ của bạn đó là giúp giáo viên quản lý tiếp lớp học chẳng hạn. Your duty is to help teachers. Giúp giáo viên với cái việc là quản lý lớp học. With classroom management. Đó, bây giờ người B là người mới mà, đúng không? Bạn này không hiểu quản lý lớp học là gì, đúng không? Thì bạn này có thể hỏi là gì nhỉ? Sorry, what do you mean by classroom management? Xin lỗi, ý của bạn cái cụm từ quản lý lớp học là gì, đúng không? What do you mean by classroom management? Could you be more specific? Bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Đúng không?
Could you be more specific? Đó, người A lại trả lời lại thôi. À, nói theo một cách khác, quản lý lớp học là giữ lớp học có tổ chức này, tập trung này, theo thứ tự này, chú ý và làm các nhiệm vụ trong lớp, đúng không? Vậy chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Well, to put it another way. To put it another way. Đó. À, nói theo một cách khác, đúng không? Quản lý lớp học là classroom management. Is, đó là keeping students organized. Đó là giữ học sinh có tổ chức, đúng không? Focused, tập trung này. Đó. Orderly, theo thứ tự này. Đó. Attentive, cần phải chú ý, đúng không? And on task during the class. Đó. Và làm các nhiệm vụ, thực hành các nhiệm vụ trong lớp. During a class. Đó, bây giờ người B trả lời là à, tôi hiểu rồi, đúng không? Bây giờ tôi hiểu rồi, cảm ơn, đúng không? I understand it now. Đó, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, đúng không? Cảm ơn, thank you. Đó, thế thôi. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hành lại phần này nhé. As a new teaching assistant, your duty is to help teachers with classroom management. Sorry, what do you mean by classroom management? Could you be more specific? Well, to put it another way, classroom management is keeping students organized, focused, orderly, attentive, and on task during a class. Dear, I understand it now. Thank you. Rồi. Vậy đó là phần bài số 2 của phần Everyday English. Chúng ta vừa thực hành hai tình huống và chúng ta đã biết cách hỏi và làm rõ được vấn đề nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, phần clue, kiến thức liên môn. A. Read the text and answer the questions. Đầu tiên bài 1 có yêu cầu là đọc văn bản và trả lời các câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc các văn bản trước nhé. In demand careers for the future. Nghề nghiệp theo nhu cầu trong tương lai. Technology has brought a lot of changes to our life. The introduction of new technologies and the growth of artificial intelligence have also created a lot of career opportunities. Here are some jobs that we'll be seeing more of in the coming years. Công nghệ đã mang lại rất nhiều thay đổi cho cuộc sống của chúng ta. Sự ra đời của các công nghệ mới và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cũng tạo ra rất nhiều cơ hội về nghề nghiệp. Dưới đây là một số công việc mà chúng ta sẽ thấy nhiều hơn trong những năm tới. Chúng ta sẽ có các nghề nghiệp sau đây. Software developers and other coding careers. Thứ nhất đó là nhà phát triển phần mềm và các nghề nghiệp mã hóa khác. Nowadays, coding or the process of writing computer programs is becoming a valuable skill that recruiters are looking for. A recent survey of tech workers and employers has found that the job of a software developer will be the most important tech job in the future. Not surprisingly, in many countries, coding has even been added to the primary school curriculum. Trong đoạn này chúng ta thấy có nói như sau. Ngày nay thì viết mã hay là quá trình viết chương trình máy tính đang trở thành một kỹ năng quý giá mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Một cuộc khảo sát gần đây về nhân viên công nghệ và nhà tuyển dụng đã phát hiện ra rằng công việc của nhà phát triển phần mềm sẽ là công việc công nghệ quan trọng nhất trong tương lai. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi ở nhiều nước, việc viết mã thậm chí còn được thêm vào chương trình giảng dạy ở bậc tiểu học nữa. Nghề tiếp theo chúng ta có đó là content creator, người sáng tạo nội dung. Over the past few years, the demand for content creators, though creating content for digital channels, has increased dramatically.
There are a lot of job opportunities for content creators in different industries, such as in media, IT, fashion, pop music, travel and food services. Companies need to communicate with their customer, so they will always need talented content creators to help them. As a result, content creation will continue to grow and will still be a career in the future. Người sáng tạo nội dung, đúng không? Trong vài năm trở lại đây thì nhu cầu về người sáng tạo nội dung, những người tạo nội dung cho các kênh kỹ thuật số đã tăng lên đáng kể. Có rất nhiều cơ hội việc làm cho những người sáng tạo nội dung trong các ngành khác nhau, ví dụ như là truyền thông, công nghệ thông tin, thời trang, nhạc pop, du lịch và dịch vụ ăn uống. Các công ty cần giao tiếp với khách hàng của mình, vì vậy họ sẽ luôn cần những người sáng tạo nội dung tài năng để giúp đỡ họ. Do đó, sáng tạo nội dung sẽ tiếp tục phát triển và vẫn sẽ là một nghề nghiệp trong tương lai. Tiếp theo, data protection jobs. Đó là nghề, đó là việc làm bảo vệ dữ liệu, đúng không? Để chúng ta xem nghề này như sau. Personal data should only be collected and used for specific purposes. However, personal data can also be misuse or use illegally to commit offenses. Therefore, the demand for data protection officers who educate employees about data handling and data detectives who examine data and detect issues will go up. There will be plenty of data privacy jobs for people with the right technical and legal skills. Trong phần này chúng ta thấy có nói như sau. Dữ liệu cá nhân chỉ nên được thu thập và sử dụng cho các mục đích cụ thể. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân cũng có thể bị lạm dụng hoặc là sử dụng trái phép để phạm tội. Do đó, nhu cầu về nhân viên bảo vệ dữ liệu, những người đào tạo nhân viên về cách xử lý dữ liệu và thám tử dữ liệu, người kiểm tra dữ liệu và phát hiện vấn đề sẽ tăng lên. Sẽ có rất nhiều công việc về bảo mật dữ liệu dành cho những người có kỹ năng pháp lý và kỹ năng và kỹ thuật phù hợp. Phần cuối cùng đoạn kết. The above mentioned jobs are among the many in demand jobs in the future. If you are really interested in any of them, try to spend some time exploring them so you can prepare for your future career. Những công việc nêu trên nằm trong số rất nhiều công việc có nhu cầu trong tương lai. Nếu bạn thực sự quan tâm đến bất kỳ lĩnh vực nào trong số đó, hãy cố gắng dành chút thời gian khám phá chúng để có thể chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của mình. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong phần đọc. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến phần đọc này nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang trang tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau xem các câu hỏi. Number one, câu hỏi thứ nhất. Read the text and answer the question. Hãy đọc bài và trả lời các câu hỏi sau đây. Which jobs involves? Công việc nào bao gồm? 1. Stopping or detecting illegal actions. Công việc nào bao gồm? Thứ nhất đó là công việc nào liên quan đến việc ngăn chặn hoặc là phát hiện các hành động bất hợp pháp, đúng không? Đó, vậy chúng ta xem rằng là công việc nào liên quan đến việc ngăn chặn và phát hiện các hành động bất hợp pháp nhỉ? Chúng ta cùng mở lại bài đọc và chúng ta đọc lại, chúng ta xem lại nhé. Thông tin trong bài các bạn có thể nhìn thấy thông tin sau đây. Đây. Therefore, the demand for data protection officers who educate employees about data handling, the data detectives who examine data and detect issues, will go up. Do đó, nhu cầu về nhân viên bảo vệ dữ liệu, những người đào tạo nhân viên về cách xử lý dữ liệu và thám tử dữ liệu, người kiểm tra dữ liệu và phát hiện vấn đề sẽ tăng lên. Vậy chúng ta thấy rằng đó chính là nghề gì nhỉ? Đó chính là công việc bảo vệ dữ liệu, thì sẽ liên quan đến việc ngăn chặn hoặc là phát hiện các hành vi bất hợp pháp. Đó, vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án trong câu số 1. Chúng ta sẽ trả lời đó là đó chính là công việc
bảo vệ dữ liệu, đúng không? Data protection job. Chúng ta sẽ trả lời vào đây. Data protection jobs. Đó. Tiếp tục, number 2, câu số 2. Helping businesses to understand the customers better. À, có liên quan đến việc giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình. Đó, vậy nghề nào giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình? Vậy thông tin các bạn có thể thấy trong đoạn như sau. Chúng ta thấy trong câu này có nói như sau này. Companies need to communicate with their customers, so they will always need talented content creator to help them. Đó. Các công ty cần giao tiếp với khách hàng của mình, vì vậy họ sẽ luôn cần những người sáng tạo nội dung, tài năng để giúp đỡ họ. Vậy đó chính là nghề gì nhỉ? Đó chính là content creator, người sáng tạo nội dung. Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu hỏi số 2. Đó chính là người sáng tạo nội dung, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền đó là content creator. Đó, người sáng tạo nội dung. Next, number 3, câu số 3. A skill that some students can start learning from a young age. À, liên quan đến một kỹ năng mà học sinh, mà một số học sinh có thể bắt đầu học khi còn nhỏ. Đó. Vậy đó là kỹ năng gì, đúng không? Vậy chúng ta sẽ xem thông tin về kỹ năng đấy như sau. Đây, chúng ta thấy trong bài có nói đến là gì nhỉ? Not surprisingly, in many countries, coding has even been added to the primary school curriculum. À, không có gì đáng ngạc nhiên khi ở nhiều nước, việc viết mã thậm chí là còn được thêm vào chương trình giảng dạy ở bậc tiểu học, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 3. Đó, cái công việc mà liên quan đến một kỹ năng mà một số học sinh có thể bắt đầu học khi còn nhỏ, đó chính là các nhà phát triển phần mềm và các nghề viết mã, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 3. Cô sẽ viết xong cuối câu 3 nhé. Vậy cô sẽ điền được đáp án đó là gì nhỉ? A software developer. Đó, nhà phát triển phần mềm, đúng không? And other coding career. Và các nghề viết mã khác. Đó. Rồi, vậy đó chính là đáp án của phần bài số 1 trong phần clue ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang phần bài số 2. Work in pairs, discuss the following questions. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy làm việc theo cặp, thảo luận các câu hỏi sau đây. Which job do you find the most interesting and why? What other job do you think will become popular in the future? Bạn thấy công việc nào thú vị nhất và tại sao? Bạn nghĩ những công việc nào khác sẽ trở nên phổ biến trong tương lai? Vậy chúng ta thấy rằng là có một cái công việc rất là hiện nay rất là phổ biến, đúng không? Đó là công việc gì nhỉ? Đó chính là người sáng tạo nội dung, đúng không? Đó là công việc thú vị nhất bởi vì là người sáng tạo nội dung có thể làm việc với rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, đó các loại công việc khác nhau về kinh doanh và có thể kết nối với những người khác nữa, đúng không? Đó là nghề thứ nhất là thú vị nhất, đó. Vậy chúng ta có thể trả lời phần clue 2. Đó. Bây giờ chúng ta trả lời ý thứ nhất trước. À, nghề nào là nghề thú vị nhất và tại sao? Vậy chúng ta trả lời là gì nhỉ? I think that. Đó, tôi nghĩ rằng the job of a content creator. Tôi nghĩ rằng cái nghề sáng tạo nội dung ấy, đúng không? Is the most interesting. Đó là nghề thú vị nhất. Is the most interesting. Because, bởi vì, chúng ta sẽ nêu ra lý do. Content creator. Content creator. Can work in different times. Can work in different times. A business, different type of businesses. Bởi vì
Những nghề sáng tạo nội dung này có thể làm việc với các loại công việc khác nhau, các loại công việc kinh doanh khác nhau. Và có thể kết nối với mọi người khác nhau, đúng không? Connect with different people. Đó. Kết nối với mọi người khác nhau. Tiếp theo, công việc nào mà sẽ phổ biến trong tương lai, đúng không? Chúng ta thấy rằng là những công việc truyền thống như là bác sĩ và giáo viên thì vẫn sẽ tiếp tục phổ biến trong tương lai. Vậy chúng ta có thể nói như sau. I think traditional job such as ví dụ như là doctor, đúng không, bác sĩ này, and teacher, đó, giáo viên này, đó, will still be very popular, đó, sẽ vẫn rất là phổ biến, đúng không, trong tương lai, in the future. Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Robot sẽ giúp làm những công việc lặp đi lặp lại, ví dụ như là viết báo cáo, nhưng sẽ không bao giờ thay thế được bác sĩ và giáo viên. Vậy chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Robots will help with repetitive job. Đó, giúp làm những công việc lặp đi lặp lại, đúng không? Success, ví dụ như là viết báo cáo chẳng hạn. Đó, writing report. But, nhưng, đó, chúng ta phải có cái từ nhưng, nó sẽ không bao giờ thay thế được bác sĩ và giáo viên. But they will never replace doctor and teacher. Nó sẽ không bao giờ thay thế được bác sĩ và giáo viên, đúng không? Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Giáo viên thì có nhu cầu trong tương lai, bởi vì ngày càng có nhiều người chọn tiếp tục học tập này. Đó, và sẽ có một cái sự nhấn mạnh, đó, sự tăng lên về cái việc học tập suốt đời. Và dân số thì cũng vẫn tiếp tục tăng lên nữa, đúng không? Vậy chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Teacher will be in demand. Đấy, giáo viên thì vẫn sẽ tiếp tục có nhu cầu ở trong tương lai, đúng không? In the future. As more people, bởi vì ngày càng có nhiều người chọn tiếp tục đi học, đúng không? Choose to continue their education. There is a growing, và tiếp tục có sự tăng lên, đúng không? Tăng lên đáng kể đấy, emphasis on lifelong learning. Và trong cái quá trình đó là quá trình học tập suốt đời, đúng không? Và ngày có cái sự tăng rất là mạnh về quá trình học tập suốt đời. Và dân số thì vẫn tiếp tục tăng, đúng không? And the population is growing. Đó, và dân số thì vẫn tiếp tục tăng. Tiếp theo, dân số già hóa thì cũng có nghĩa rằng là nhu cầu tăng lên về bác sĩ, đúng không? An aging population. Đó. Dân số già hóa thì đồng nghĩa là, đúng không? Also means an increased demand for doctor. Đó, rồi. Ok, vậy đó là phần bài nói trả lời trong phần clue 2, chúng ta có thể tham khảo như sau. I think that the job of content creator is the most interesting because content creators can work in different types of businesses and connect with different people. I think traditional jobs such as doctors and teachers will still be very popular in the future. Robots will help with rapid repetitive works such as writing reports, but they will never replace doctors and teachers. Teachers will be in demand in the future as more people choose to continue their education
there is a growing emphasis on lifelong learning, and the population is growing. An aging population also means an increased demand for doctors. Vậy đó là phần clue 2 chúng ta vừa thực hành xong. Và bài ngày hôm nay chúng ta đã học thứ nhất là về phần tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Chúng ta đã học được cách hỏi và làm rõ các thông tin. Và trong phần tiếp theo, phần clue kiến thức liên môn, các em đã được học về các nghề nghiệp trong tương lai có khả năng là vẫn tiếp tục có nhu cầu cao. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye!